Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, một đối tượng đã bị bắt giữ ngay sau khi thực hiện hành vi cướp giật. Vụ việc xảy ra tại quận 1, một người phụ nữ khi di chuyển tới phố Nguyễn Thái Học đã bị một người đàn ông áp sát, giật dây chuyền trên cổ. Ngay lập tức, ba cảnh sát hình sự công an quận 1 đang làm nhiệm vụ gần đó đã truy đuổi và khống chế được nghi phạm. Đối tượng khai nhận là Nguyễn Trung Dũng, 36 tuổi, quê Tây Ninh,